Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Theo đó, dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 54 thuộc địa phận xã Hồng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, điểm cuối giao với quốc lộ 5 sông Hậu thuộc địa phận xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Dự án có tổng chiều dài trên 15 km, phần tuyến được thiết kế với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, có vận tốc thiết kế 80 km một giờ. Trong đó, cầu Đại Ngãi 1 được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5 m. Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 khoảng hơn 5.200 tỷ đồng. Chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 khoảng hơn 2.700 tỷ đồng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi nhằm thực hiện các quy hoạch phát triển giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, qua đó nâng cao năng lực vận tải cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh phía Nam với thành phố Hồ Chí Minh và rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương và bỏ thế độc đạo của quốc lộ 1, rút ngắn khoảng 80 km so với tuyến quốc lộ 1 khi di chuyển từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về thành phố Hồ Chí Minh.